Cô ơi, xe cô bị gì vậy? Xe bị chết máy, nó nóng quá rồi. Bây giờ cô về đâu, con đẩy cô về cho. Đi một hồi nó nguội máy á, đề chạy. À. Nóng máy mà nó không chạy nữa hả? Ôi là trời, xe này đời cổ nó có khác. Con tưởng đâu hết xăng gì vậy, con đẩy lên cây xăng gần đây. Trời ơi. Thôi vậy cô đậu con chỗ cho nó nguội đi chứ dắt chi cho mệt, xong rồi chạy tiếp. Còn thấy cặp kiểu mới à. Dạ. Con đi đường là thấy ai ấy là con giúp à. Dạ rồi, con chào hai cô đi luôn nha. Dạ. Để con dìu cô qua luôn.